hôm nay chia sẻ với các bạn thay cái đèn xi nhan của 110L rất là đơn giản thôi. Có thể nhiều anh em biết gì anh chưa biết là nào. Anh em tháo một cái đốc này nhá. Con đốc này là một, con đốc này là hai. Đây các bạn nhìn này, dưới cái đèn xi nhan thì có con đốc ở mí đèn. Thì sau khi tháo hai con này ra thì các bạn sẽ làm như nào? Thì các bạn mở cửa cho mình. Mở cửa ra nhá. Các bạn nhớ có cái tu vít dài. Các bạn mở cửa ra, sau đó thì các bạn mở hơi nhiều chéo như này. Các bạn sẽ nhìn thấy dưới này nó có một cái chốt này. Đây là các bạn này, chút cái dưới chút bàn lề này có cái chút nhựa này, các bạn đóng cái này cho mình ra. Đấy, các bạn biết đóng cái này không? Thì không? Để cho cái mí đèn chui ra. Đấy, đóng cái này, cầm tay đóng nhẹ đây này. Sau khi các bạn đóng nhẹ vào cái chốt đấy thì nó sẽ ra như này. Đó anh em thấy không? Thì nó sẽ banh ra nhà là có nó 10. Các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái T10. Đấy, từ đây mình cái T10 bạn xoáy cái này ra cho mình. Em ra xoáy cho anh. Đấy, rất đơn giản cực luôn, cái đơn giản mà đây. Anh hướng dẫn một lần làm sao em biết làm đấy. Đấy, các bạn hơi banh ra một chút nhá, các bạn xoáy ra. Đấy, ok cho các bạn. Đấy, rất là đơn giản thôi, anh em thay cái đèn xi nhan này cực kỳ dễ. Dòng này với dòng HD là như thay như nhau. Đấy, sau đó thì các bạn chỉ việc răng nó ra là xong. Đấy, em răng đi, thế là xong rồi. Không, nó sẽ về trước, về trước em ạ. Đấy, các bạn thấy không, thế là xong, chút chắc, cắm vào là xong. Rất là đơn giản luôn, anh em thấy không, có một chốt đây này. Các bạn răng nhẹ về trước. Đấy, trong cắm răng. Ok anh em, thì cũng không hiểu cách thay thì có thể nhiều bạn cũng không biết cách thay, hôm nay mình làm một video rồi các bạn thay rất là đơn giản. Đấy, em cắm vào xong rửa cắm bắp luôn, đảo chân đảo đầu nhé. Đấy ok, đấy đây xong, các bạn để răng vào đây cho mình thôi, các bạn để răng vào đây. Đấy xong bắt, đấy thì các bạn sẽ đưa nó xuống chân như này, nó có hai cái cựa và ăn vào đèn pha, thì các bạn nhớ đặt đúng hai cựa đèn pha. Đấy, đây trong đó các bạn có nhà thế là xong. Đây coi cho các bạn, em bắt anh ở đâu rồi. Đấy, trong đó các bạn bắt lại ông 10 thôi. Đấy, các bạn cứ làm, các bạn cứ nhẹ nhàng là nó sẽ tất cả mọi thứ nó đều vào format rồi, không thể lệch lạc được. Thế nên các bạn cứ chỉ có trường 3, một con ốc và hai con vít là xong. Đấy, sau khi các bạn xoáy chặt đúng không, thế là xong nhá, đèn nó vào đúng form rồi này. Thì các bạn cầm cho mình con vít dài đây em ạ, con vít dài ở đây. Đấy, trong đó các bạn để vào đây này, để đây các bạn cầm tay nhà này. Đó, thế là xong, rất là đơn giản luôn. Đấy, và nó có con vít ngắn ở đây nữa, con vít ngắn ở chỗ này nữa là xong. Thế nhá anh bạn nhá, thay rất đơn giản thôi. Xe Hyundai HD cộng với Hyundai 110LXL đều thay xi nhan theo kiểu này. Đấy anh em ạ. Em ơi, còn con vít đây nữa, còn con vít đen nữa. Đấy, đấy, nó có hai con vít này, anh em nhá. Đấy, nó có hai vít này, các bạn tháo vít này, con vít này nha anh em nhá. Đấy, thế là xong thôi, rất là đơn giản. Đó, ok luôn. Chúc anh em thay thành công nhá. Anh em mà mua đồ qua số nhà 110 của mình nhá. Số nhà 110 đường Đỗ Mười. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn.